Nỗi sợ rắn dường như đã được khắc sâu vào gen của con người. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe qua quan điểm tương tự như vậy. Tôi từng nghĩ câu nói này chỉ là một cách nói mang tính ẩn dụ để miêu tả nỗi sợ hãi. Nhưng không ngờ rằng, sau khi tra cứu một lượng lớn tài liệu, tôi phát hiện đây thực sự là một học thuyết khoa học nghiêm túc. Thật không ngờ, kiến thức sinh học này lại do cô giáo dạy văn phát hiện ra. Điều thú vị hơn là hàng chục triệu năm qua, mối đe dọa đến từ rắn có thể đã làm thay đổi cơ thể của chúng ta. Trong quá trình tiến hóa của loài linh trưởng, rắn cũng có lẽ đã buộc phải phát triển khả năng tấn công từ xa. Giữa con người và loài rắn, dường như tồn tại một mối quan hệ đồng tiến hóa đầy phức tạp. Về việc con người bẩm sinh đã sợ rắn, thực tế, điều này đã được chứng minh qua rất nhiều thí nghiệm. Các nhà khoa học cho người tham gia quan sát hình ảnh rắn và những vật thể khác, bao gồm hoa, nấm, nhện, gấu túi koala. Kết quả cho thấy, về mặt thống kê mà nói, con người luôn phát hiện ra rắn nhanh hơn bất kỳ vật thể nào khác. Đồng thời, phản ứng của não bộ con người với hình ảnh rắn cũng mạnh mẽ nhất, đặc biệt là khi con rắn thể hiện tư thế tấn công điển hình. Điều kỳ lạ hơn là trước khi người tham gia kịp nhận thức rõ ràng rằng mình đang nhìn thấy rắn, cơ thể họ đã có phản ứng sinh lý. Đây là một cơ chế xử lý thông tin vô thức của con người, chỉ được kích hoạt trước các kích thích gây sợ hãi. Khi bạn vô thức tránh né một mối nguy hiểm, rất có thể bạn đã kích hoạt siêu năng lực này. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng những thí nghiệm đó chưa đủ sức thuyết phục, bởi nỗi sợ rắn hoàn toàn có thể đến từ kinh nghiệm sống chứ không phải bẩm sinh. Thế nhưng, các thí nghiệm này không chỉ được tiến hành với người trưởng thành, mà còn bao gồm cả những em bé từ 8 đến 14 tháng tuổi, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và thậm chí cả những con khỉ nuôi nhốt chưa từng nhìn thấy rắn. Điều này cho thấy, không chỉ con người mà hầu hết các loài linh trưởng đều mang trong mình nỗi sợ rắn bẩm sinh. Nỗi sợ hãi bị chi phối bởi loài rắn này được truyền lại từ những gen cổ xưa của thời tiền sử. Chính nó khiến chúng ta không ngừng mơ thấy ác mộng về rắn như một lời cảnh báo giúp tổ tiên loài người tránh khỏi hiểm nguy suốt hàng triệu năm tiến hóa. Dấu ấn tư tưởng này khắc sâu đến mức toàn bộ nền văn hóa nhân loại đều bị ảnh hưởng bởi biểu tượng của loài rắn. Bóng dáng của chúng xuất hiện trên cây quyền trượng của các pharaoh Ai Cập, trong các biểu tượng totem của Trung Hoa, trong thần thoại Ấn Độ và cả trên mái tóc chuyển động của nữ yêu Medusa đầy rắn sống trong truyền thuyết Hy Lạp. Chắc hẳn không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng sâu sắc của loài rắn đối với tâm lý con người. Thế nhưng, một số nhà khoa học lại có quan điểm táo bạo hơn. Họ cho rằng suốt hàng chục triệu năm qua, mối đe dọa từ rắn đã sâu sắc đến mức làm thay đổi cấu trúc cơ thể của linh trưởng, đặc biệt là hệ thống thị giác của chúng ta. Vào thời kỳ khủng long, phần lớn các loài động vật có vú đều là sinh vật sống về đêm, do đó thị lực của chúng rất kém và thậm chí còn bị mù màu. Nhưng sau khi khủng long tuyệt chủng, từ nền tảng thị giác yếu ớt đó, linh trưởng lại tiến hóa ra một hệ thống nhìn cực kỳ tinh vi. Cả hai mắt của chúng đều hướng về phía trước, tạo nên khả năng cảm nhận độ sâu rất mạnh. Khu vực trong não chịu trách nhiệm xử lý thông tin thị giác cũng mở rộng vượt bậc. Một số loài linh trưởng thậm chí còn phát triển khả năng nhìn ba màu. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là trong toàn bộ giới động vật có xương sống, con người và các loài linh trưởng khác, ngoại trừ một vài loài chim săn mồi, là những sinh vật có thị lực nhạy bén nhất. Điều thú vị là thời điểm xuất hiện của các loài rắn độc lại trùng khớp hoàn toàn với giai đoạn linh trưởng nâng cấp thị giác. Cả hai đều xảy ra ngay sau khi khủng long biến mất. Vì vậy, có một giả thuyết cho rằng trong suốt hàng chục triệu năm, rắn luôn là kẻ thù tự nhiên nguy hiểm nhất của linh trưởng. Chính vì thế mà linh trưởng tiến hóa ra hệ thống thị giác vượt trội, mục đích là để có thể nhanh chóng phát hiện rắn. Giả thuyết này được gọi là Snake Detection Hypothesis. Hiện tượng tiến hóa tương tự cũng được quan sát ở các loài chim săn mồi. Những loài chim chuyên săn rắn thường có đôi mắt lớn hơn các loài khác và khả năng nhìn lập thể mạnh hơn giúp chúng dễ dàng phát hiện ra những con rắn giỏi ngụy trang. Tuy nhiên, có người đặt câu hỏi rằng phải chăng thị giác tinh tường của linh trưởng tiến hóa không phải vì rắn mà để tìm kiếm thức ăn. Bởi việc phát hiện rắn có lẽ không quá khó khăn nên khả năng đó chỉ là tác dụng phụ của thị giác phát triển. Giống như việc bạn đã học được toán trung học thì chẳng cần phải tốn công để học lại toán tiểu học nữa. Nhưng quan điểm này lại không phù hợp với thực tế. Trong thế giới linh trưởng, loài có thị lực kém nhất chính là các loài vượn cáo ở Madagascar. Và thật trùng hợp, hòn đảo này gần như không có rắn độc. Điều đó cho thấy rất có thể chính áp lực sinh tồn từ rắn độc đã thúc đẩy các loài linh trưởng ở ngoài đảo tiến hóa thị giác tốt hơn. Tất nhiên,
Không thể phủ nhận rằng các yếu tố môi trường khác cũng góp phần vào sự tiến hóa của thị giác, nhưng ảnh hưởng của loài rắn có lẽ vẫn là đáng kể nhất. Có lẽ sẽ có người tiếp tục đặt câu hỏi, nếu rắn độc gây ra mối đe dọa lớn như vậy cho các loài linh trưởng ngoài Madagascar, vậy tại sao chúng không tiến hóa để miễn nhiễm với nọc độc của rắn? Bạn biết không, thật ra, các loài linh trưởng ngoài đảo Madagascar thực sự có một mức độ kháng nọc nhất định. Cụ thể là các loài linh trưởng sống tại châu Phi và lục địa Á-Âu, còn ở châu Mỹ thì không. Bởi vì linh trưởng châu Mỹ đã tiến hóa tách biệt trên lục địa Nam Mỹ cách đây khoảng 35 triệu năm, cô lập, không có sự giao lưu với các lục địa khác. Trong khi đó, loài rắn độc xâm nhập khu vực này muộn hơn, vào khoảng thời gian từ 25 triệu đến 3 triệu năm trước. Hơn nữa, hầu hết rắn độc ở Nam Mỹ đều sống dưới mặt đất, nên không gây nhiều nguy hiểm cho các loài linh trưởng sống trên cây. Còn ở châu Phi và lục địa Á-Âu, các loài linh trưởng đã tiến hóa khả năng kháng lại độc tố thần kinh alpha của họ rắn hổ mang. Điều này cho thấy rắn hổ mang thực sự đã đóng vai trò chọn lọc tự nhiên đối với các quần thể linh trưởng địa phương. Điều bất ngờ là, trong số các loài linh trưởng ấy, nhánh người lại có khả năng kháng nọc mạnh nhất. Nhánh này bao gồm loài người, tinh tinh và khỉ đột, những loài thường xuyên di chuyển dưới mặt đất hơn tổ tiên của chúng. Vì vậy, khả năng chạm trán rắn hổ mang cũng cao hơn. Tuy nhiên, ai cũng biết con người rõ ràng không thể miễn nhiễm với nọc độc của rắn hổ mang, đúng không? Đúng vậy, so với hung thần như lửng mật ong thì khả năng kháng độc của linh trưởng quả thật còn yếu. Tuy nhiên, không phải mọi cú cắn của rắn hổ mang đều gây chết người, bởi loài rắn này rất keo kiệt với lượng nọc độc quý giá của mình. Chúng chỉ tiêm nhiều nọc khi săn mồi, còn khi tấn công để phòng vệ thì lượng nọc được bơm ra thường ít hơn nhiều. Nếu lượng nọc không đạt đến mức gây tử vong, con khỉ bị cắn vẫn có thể sống sót. Vì vậy, ngay cả khả năng kháng độc yếu ớt nhất cũng có thể trở thành yếu tố sống còn trong một cuộc tấn công như vậy. Ngoài ra, xét ở góc độ bầy đàn, khả năng kháng độc nhẹ có thể giúp con khỉ bị trúng độc kéo dài thời gian chống trả và kịp thời phát tín hiệu cảnh báo cho đồng loại, từ đó tăng cơ hội sống sót cho cả bầy và truyền lại gen kháng độc cho thế hệ sau. Khả năng kháng độc tuy yếu, nhưng lại là bằng chứng cho thấy rắn độc từng tạo áp lực sinh tồn mạnh mẽ lên linh trưởng và cũng chứng minh rằng linh trưởng chủ yếu dựa vào thị giác cùng các giác quan khác để phòng tránh rắn độc. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa rắn và linh trưởng không phải lúc nào cũng là kẻ săn con mồi. Những gì không thể giết chết bạn sẽ chỉ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Sau khi linh trưởng phát triển được thị giác tinh anh, đủ để nhận ra sự ngụy trang của rắn, một số loài bắt đầu săn rắn làm thức ăn hoặc đơn giản chỉ vì chúng thích hợp sức tấn công loài rắn. Rắn cũng chịu áp lực chọn lọc ngược lại từ linh trưởng, hai bên rõ ràng đã bước vào một cuộc chạy đua vũ trang trong tiến hóa. Trong số các loài linh trưởng, những loài gây nguy hiểm lớn nhất cho rắn là nhóm có trí tuệ cao, biết sử dụng gậy gộc, đá và thậm chí cả các công cụ tấn công từ xa. Những đòn tấn công tầm xa này khiến nọc độc của rắn hoàn toàn mất tác dụng. Vì vậy, có một giả thuyết cho rằng chính tổ tiên của loài người đã ép rắn hổ mang tiến hóa khả năng phun nọc. Phun nọc là một kỹ năng phòng vệ của rắn hổ mang, chứ không phải để săn mồi. Chúng phun thẳng vào mắt kẻ thù, gây đau đớn và thậm chí là mù vĩnh viễn. Những kẻ thù tự nhiên của rắn như chim săn mồi, động vật có vú hay các loài bò sát khác đều thường xuyên săn bắt rắn hổ mang phun độc. Do đó, khả năng phun độc vốn không phải là cách phòng thủ hiệu quả với hầu hết các loài thù địch. Nhưng đối với linh trưởng, những sinh vật có mắt nằm ngay phía trước khuôn mặt thì phun độc lại có thể gây thương tổn nghiêm trọng. Kỹ năng này dường như được thiết kế riêng để chống lại chúng. Ngoài ra, quá trình tiến hóa của rắn hổ mang phun độc còn có nhịp điệu gần như song hành với loài người. Khoảng 7 triệu năm trước, khi nhiệt độ toàn cầu bắt đầu giảm dần, rừng rậm ở châu Phi thu hẹp lại và đồng cỏ mở rộng nhanh chóng. Chính trong bối cảnh đó, loài người đầu tiên thích nghi với cuộc sống trên mặt đất đã ra đời. Đây là nhánh tiến hóa chung giữa con người và tinh tinh. Họ có kỹ năng sử dụng gỗ, đá và các công cụ tự chế vượt trội hơn so với các loài linh trưởng khác. Trong khi đó, rắn hổ mang phun độc ở châu Phi xuất hiện khoảng 6,7 triệu năm trước, ngay sau khi loài người đầu tiên ra đời không lâu. Trùng hợp hơn nữa, rắn hổ mang phun độc ở châu Á xuất hiện khoảng 2,5 triệu năm trước, gần như cùng thời điểm người đứng thẳng di cư tới châu Á. Cộng thêm bằng chứng về khả năng kháng nọc của con người cho thấy hai bên từng va chạm rất thường xuyên. Vì vậy, nói rằng con người tu luyện cùng rắn nghe ra cũng hợp lý đấy chứ. Hãy thử tưởng tượng xem, có lẽ một số loài rắn hổ mang đặc biệt ghét loài người và suốt hàng triệu năm,
chúng luôn rình để cắn tổ tiên loài người. Rồi một ngày nọ, những con khỉ yếu ớt kia bỗng tiến hóa thành loài vượn người đầy sức mạnh, nhưng đám rắn hổ mang kia lại không nhận ra rằng cán cân đã đảo chiều. Chúng vẫn tiếp tục lao vào từng đợt, cho đến khi những kẻ liều lĩnh đó bị quét sạch và chỉ còn lại các loài đột biến có khả năng tấn công từ xa, chính là loài rắn hổ mang phun độc ngày nay. Ngày nay, loài người đã trở thành bá chủ của thế giới. Chúng ta đã chinh phục những ngọn núi cao, vượt qua những đại dương bao la và thậm chí còn đặt chân lên mặt trăng. Chúng ta đã thuần hóa muông thú, trồng trọt cây lương thực và xây dựng nên những thành phố khổng lồ. Thế nhưng, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như không gì có thể ngăn cản đó, rắn độc vẫn giữ được vị thế của mình với khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, tiếp tục đe dọa con người. Ở nhiều khu vực hẻo lánh, những ca thương vong do rắn độc gây ra vẫn xảy ra thường xuyên. Loài kẻ thù bẩm sinh này của con người chính là nỗi sợ hãi nguyên thủy cuối cùng còn sót lại mà thế giới động vật để lại cho chúng ta. Hình bóng của loài rắn đã được khắc sâu vào trong gen của nhân loại, không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng con người vẫn chỉ là một phần của tự nhiên. Giữ trong tim lòng kính sợ đối với thiên nhiên chính là nền tảng vững bền giúp loài người tồn tại mãi không ngừng. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.